Mình Tuấn Tạ đây mọi người. Hôm nay Tuấn về một chiếc xe, chiếc này hơi nổi tiếng một thời nha mọi người. Chiếc này tên là Vendesso. Vendesso này thì gắn liền với tên tuổi tay đua người Hà Lan Vendesso. Thì Vendesso thì không xa lạ gì với những cái cuộc đua quốc tế như là Tour de Giro hay là Tour de France hay là mấy cái giải Champion mà rồ á. Thì tay đua hình ảnh Vendesso này là rất là mạnh, cũng ngang ngửa một thời giống như là Peter Sagan vậy á, của hãng Specialized mọi người. Thì cái sườn này là của Hà Lan, họ làm ra gắn liền với tên tuổi của tay đua người Hà Lan nổi tiếng Vendesso luôn. Thì cây này có thể nói là cây phiên bản limited mà rất là hiếm nha mọi người, cây Vendesso của Hà Lan. Nếu mà mọi người muốn chơi một cái cây sườn xịn đẳng cấp thì đây là một cái cây sườn mà thắng rim, đi toàn bộ là dây âm mà carbon này người ta làm gọi là handmade, người ta làm rất là cẩn thận. Tại vì cái tên tuổi mà cái tay đua Vendesso này á thì rất là nổi tiếng trên thế giới nha mọi người. Có logo đầy đủ ha, Vendesso. Thì cái anh này á thì ảnh chiến thắng rất là nhiều giải. Mọi người vô Google á, mọi người chỉ cần gõ là Vendesso là sẽ ra cái tay đua người Hà Lan gắn liền với cây sườn này. Thì cây sườn này Tuấn nói sơn ha. Cây sườn này thì nó là size của nó thì là size 51, tương đương với cây ngang là 52, còn cây đứng là khoảng 48-49 nha mọi người. Cây này mà mọi người dưới 1m65 á thì đi không nổi nha. Cây này thì mọi người phải trên 1m65 mới đi được cây này ha. Thì cây này á là nó khá là liền lạc. Bây đầu Tuấn nói chi tiết ha, nó đi với bộ rúp là Durac 9000, cùi là còn mới tinh luôn nha mọi người, giò 9000 mới tinh, không một vết chạy luôn. Giò Durac 9000 là 5236-170 là không một vết chạy nha mọi người nha, là mới tinh luôn, giò này là mới tinh nha. Rồi tay lắc á thì nó 9000 nhưng nó cũng bị sờn nhẹ thôi chứ không có chạy xước gì nhiều, hai bên nó sờn ít thôi. Rồi đi với nó thì ghi đông bô tăng á là Usua này là cái hãng rất là nổi tiếng của Ý. Thì cây ghi đông liền Usua này mọi người biết á, mọi người lên mạng mà mua cái cây ghi đông mà carbon Usua này là phải hơn 10 triệu rồi. Thì chiếc này á giá cũng rất là dễ chịu nha mọi người. Mọi người chơi một muốn chơi một cái chiếc xe gọi là đẳng cấp á thì chiếc Vendesso này là nó là thuộc dạng đẳng cấp của dòng thắng thêm nha. Rồi cọc yên thì mọi người thấy đồ xịn không? Cọc yên thì Thompson của Mỹ. Cái cọc yên Thompson này mọi người lên mạng mọi người biết cái cọc yên này là không dưới 5 triệu nha. Cọc yên Thompson của Mỹ nè. Bộ bánh thì chiếc này nó đi với bộ bánh là Borawan xịn AC3 đồng hồ nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy AC3 ha. Bộ bánh này là còn cũng rất đẹp nha mọi người. Camba Borawan AC3 vỏ ruột đời nha mọi người. Cặp vỏ ruột nó là Victory Cosa siêu nhẹ luôn. Cặp vỏ này khoảng 3 triệu rồi. Cặp vỏ ruột Victory Cosa siêu nhẹ là khoảng 3 triệu rồi. Đi với cái yên là Specialized Edward Seller. Có rảnh ở giữa này nha mọi người, yên da Specialized Edward. Rồi Tuấn vô chi tiết ha. Chiếc xe này thì ra là nó còn liền lạc rất là mượt, không có lỗi bất cứ gì hết, mọi người về là chạy thôi nha. Clip thì nhìn răng là mọi người thấy nè, clip tình trạng clip mà còn như mới luôn nha. Sên thì cũng còn như mới luôn, mọi người coi sên nè, không giãn miếng nào luôn nha mọi người. Nè sên nè ha, mới có chừng 0.5 à, còn rất là cao nha. Sên là mới có chưa giãn tới 0.5 luôn, sên là còn rất mới luôn. Nè mọi người thấy ha, cây thước còn chưa có lọt miếng nào luôn nha. Sên clip rồi hầu như là cái rúp này là còn đẹp long lanh luôn. Thời bây giờ mà mọi người tìm một cái bộ rúp mà cỡ 9000 này á, mà còn đẹp như thế này là rất là ít nha mọi người. Rồi Tuấn vô chi tiết chiếc xe này rúp 9000 thì đi dưới clip là 11-28. Thì nó chỉ like có cái cặp ngàm này là 7.900 của dòng Durac luôn, nó chỉ like cặp ngàm 7.900. Thì như Tuấn miêu tả ha, cặp giò thì mới tinh, không một vết chạy, 52-36-170. Bidan theo luôn là lúc keo mắt, bidan này bidan carbon nha mọi người, lúc keo mắt là dòng này là bidan cũng là dòng xịn nha, dòng đỉnh á. Rồi cọc yên thì tham xanh, yên thì Specialized Edward xeo lên, đi với cây ghi đông bô tăng á, liền luôn là Usua của Ý. Dòng bánh thì bánh này là Camba Borawan, bánh này là còn đẹp như mới luôn nha mọi người. Bánh Borawan này hiện giờ mọi người nếu mà mua cặp bánh vỏ ruột rời Borawan này á, hôm nay là phải không dưới 30 đâu nha. Thì nguyên chiếc xe này á, thì Tuấn bán thì giá dễ chịu nha,
đi với xe này tặng kèm á, thì có đèn siêu sáng Made in Sai. Đèn này là sáng như đèn ô tô vậy nha mọi người. Cái đèn này mọi người mua không gần 2 triệu rồi đó, tặng luôn đồng hồ nha. Đồng hồ Silas còn mới tin tặng luôn. Rồi, cái gì trong xe là tặng hết nha, cộng bình nước carbon. Rồi tính quay thử cái bộ chuyển động cho mọi người xem nha. Đây, mọi người coi cái bộ chuyển động, tính sẽ quay cho mọi người xem. Đây, bộ chuyển động nha mọi người, êm mượt. Nó không có lỗi gì hết, mọi người về là chạy thôi nha. Không có gì mà phải cân chỉnh gì nữa hết. Chiếc xe này thì nó cũng không có chạy chỗ nào á, nó chỉ có nó chốc sơn tí xíu nhẹ ở dưới ngay gần cùi đời, lát cứ quay cho mọi người coi nha. Rồi im mượt mọi người ơi, chiếc này là mọi người mua về là chỉ chạy thôi. Chiếc Vendessel của Hà Lan, gắn liền với tên tuổi tay đua người Hà Lan. Đây, nó có chạy tí xíu ngay chỗ đằng sau đây là chốc miếng sơn nè, chỗ gác co dưới đây nè ha. Thì cái này mọi người về mọi người để xin vậy luôn, còn mấy mọi người thích thì chấm sơn đen lên là đẹp nha. Thì nó làm sao tướng để nguyên vậy nha mọi người. Chiếc này tướng bao lỗi nha, không có lỗi liếc gì hết, mọi người yên tâm ha, mua về là chạy thôi. Thì tướng chốt lại nha, chiếc Vendessel như tướng miêu tả như thế này là 65 triệu nha mọi người, bao gồm những cái thiết bị theo xe luôn, gồm có cặp bánh Borawan, đèn, đồng hồ. Rồi tay lắc thì hai bên nó sờn nhẹ chút xíu nè mọi người, nhìn nè, nó không có mặt tiền thì đẹp nha, còn bên đây nó chỉ sờn nhẹ chút xíu thôi, còn mặt tiền thì rất đẹp. Đây mọi người coi mặt tiền rất đẹp. Giò trái giò phải là mới tin nha mọi người. Giò trái giò phải là không có chạy gì hết. Rồi không có chạy miếng nào luôn. Cái sườn thì không có chạy miếng nào hết. Ngoài ra chỉ có một cái chỗ là nó chốc sơn tí xíu là chỗ ngay gần cùi đời nè. Còn ngoài ra cái sườn Vendessel này không có chạy gì hết nha. Cây ngang của nó bây giờ tính đo cho mọi người xem nha. Hồi nãy tính nói cây này là size 51, cây ngang là 52, còn cái đứng là khoảng 49. Mọi người nhà nhìn tính đo nha. Đây tính đo vừa tâm của cốp yên lên tới tâm cổ, nó là 52 nha mọi người. Còn cây đứng nè, tính đo giữa cái tâm BB lên tới cốt yên là 49 nha mọi người. Cây này thì mọi người cao 1m65 trở lên mới đi nổi cây này nha, còn dưới 1m65 thì không đi được cây này đâu. Cây này thì nó, nếu mà mọi người muốn chơi một cái chiếc xe xịn á, đúng của Hà Lan á, thì cây Vendessel này là hơi bị đỉnh nha. Toàn bộ là đồ liên lạc theo xe hết. Mọi người quan tâm chiếc xe này 65 triệu thì nhắn Zalo cho Tuấn ha, 0908 228 222. Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video nha. Tuấn xin chào tất cả mọi người. Chiếc xe Vendessel quá đỉnh, 65 triệu thôi mọi người ơi, bỏ ra mua một chiếc chất như thế này về là chơi hoài luôn nha. Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video. Tuấn xin chào tất cả mọi người nha.